Sau đây anh sẽ hướng dẫn các em cái phần mục gọi là xuất hủy. Xuất hủy xảy ra khi trường hợp nào? Khi mà trường hợp hàng hóa khi hoàn về nó bị vỡ, móp méo, không thể tái sử dụng, không thể thay thế phụ kiện để tái sử dụng được nữa, thì mình sẽ tạo ra một cái giao dịch, đó gọi là giao dịch hủy. Đây, mình chọn vào mục giao dịch, chọn mục xuất hủy. Đấy, mình tạo phiếu đồng ý đúng không? Đây, bản nháp mình xóa đi, mình tạo phiếu đây, mình tìm hàng hóa mà xuất hủy. Ví dụ như hôm trước là có một mã B3V xanh 29 chẳng hạn, nó B3T đây, B3T xanh 29 xanh rêu, B3 xanh rêu 29 và bị móp ở phần chân, vỡ ở phần chân, vỡ một chiếc. Mình ấn xuất hủy này. Xuất hủy thường số lượng chỉ có một thôi, cái sản phẩm lỗi hỏng thường chỉ có một thôi. Mình ấn hoàn thành, thế là xong. Ok nhá, đây anh sẽ hủy cái đơn, cái phiếu đi vì thực tế chưa anh đã làm rồi. Đấy.